Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ mở hộp một chiếc xe siêu khủng chuyên chạy trên nước này. Tốc độ của nó là 95 km/h của hãng FS Racing Waterpool này, là chống nước, Running on Water, chuyên chạy trên nước. Cái chiếc này có thể nói là chiếc xe khủng nhất từ trước đến giờ mình mở hộp. Cái hộp này cũng rất to, mình phải dọn hết bàn đi mới để được. Nó là 60. Nhân 35 cm lận. Chiếc xe này tỷ lệ 1/10. Chúng ta hiểu đơn giản là nó bằng 1/10 chiếc xe thật. Rất là to. Bây giờ mình sẽ mở hộp nó ra. Đây chính là chiếc xe này. Nó dùng động cơ không chổi than, động cơ 3 pha đấy, brushless. Khá to. Đây chính là chiếc xe của chúng ta. Các bạn thấy bánh xe của nó to gần bàn tay của mình luôn. Chiếc này hai cầu, phía sau đầy đủ cả. Rất to. Đây là hướng dẫn và một cái tấm đề can. Cái này là cái đề can. Các bạn có thể trang trí vào chiếc xe của chúng ta tùy thích. Giá của chiếc xe này là khoảng 5,7 triệu. Nó kèm theo hai cái lục giác này, một cái chụp để các bạn tháo lốp xe và mấy cái phụ tùng linh tinh. Ở đây là cái hộp phụ kiện, tay điều khiển các thứ. Cái này là pin RX và cái ống để gắp anten của nó. Đây là sạc pin của nó, sạc pin 3S. Chúng ta cần cắm cái jack này vào đây, sau đó cắm ổ điện là có thể sạc được. Đây là viên pin của nó. Nó dùng pin LiPo 11,1V, dòng xả 30C này. Dung lượng là 3500mAh. Cái viên pin này rất là nặng. Và đây là tay điều khiển của nó. Đã có súng này. Nó dùng 4 viên pin AA 1,5V. Mình sẽ lắp luôn pin vào. Chỗ này công tắc tay bật này, mấy cái tinh chỉnh trái phải này, tinh chỉnh ga, tinh chỉnh độ rộng lái này, đảo ngược lái, đảo ngược ga này, nút pin, kết nối RX, khá đơn giản thôi, trái phải, tiến lùi. Bây giờ tôi sẽ mở ở trong chiếc xe này để xem nó. Cái chiếc này chống nước đầy đủ cả, các bạn phải yên tâm. Chỗ này bằng kim loại này, đây cũng vậy, bằng nhôm hay là gang gì đấy, rất là chắc. Hai cầu vi sai. Đây là xe vô lái này, RX, đều được chống nước rồi. Đây là SC, có quạt tản nhiệt luôn, cũng chống nước hết. Motor 3 pha của nó này, động cơ rất là mạnh. Tất cả bánh răng này bằng kim loại hết. Chiếc xe này, kích thước của nó từ đầu đến đuôi này là 47 cm, độ rộng hai bên này 33 cm này, chiều cao khi lắp cả cái nắp này vào là 20 cm. Các bạn thấy nó to như thế nào rồi? Tỷ lệ 1/10 hay 1/10 đấy. Rất là nặng. Bây giờ mình sẽ lắp pin vào, chúng ta cùng thử. Ở đây là công tắc của nó, cũng chống nước luôn, có cao su bọc ngoài.
cái bật lên này, cái quạt tản nhiệt của LC nó sẽ quay. Chiếc xe này giá của nó 5,7 triệu hơi cao. Vì vậy, Vinbangood này là nhà tài trợ chính của chiếc xe này. Họ có đặt một liên kết ở trong mô tả video mình để trong đấy rồi. Các bạn chỉ cần nhập tên và mail vào thôi. Nó sẽ có cái mã giảm giá. Nếu các bạn là người may mắn thì sẽ được mã giảm giá 50% một người duy nhất thôi. Còn từ người thứ 2 đến thứ 4 này sẽ được giảm 30% và người thứ 5 đến thứ 10 sẽ được giảm 10%. Vậy nên các bạn nhớ truy cập liên kết đấy và điền đầy đủ thông tin vào là được. Bây giờ mình sẽ lắp vào. Chúng ta đi chạy thử.